Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với trên độ của Giao Du. Ngày hôm nay Giao Du lại quay trở lại với cái đáy xã hội ở trong Free Fire rồi. Vì cái ad mà Giao Du lập ở bên server Bananet và bắn lên điện thoại á, nó đã bị vào tình nghi là sử dụng hack. Khi mà Giao Du chỉnh sửa cái file để gọi là mod skin trang phục thì nó chưa bị khóa ad. Nó lại là rơi vào cái tình trạng gọi là đang nghi ngờ và đang điều tra. Thành ra là bây giờ vào trận không được, ghép trận run không được, mà vào đội của người, dấu hiệu nhận biết dễ nhất là khi mình vào đội của ai đó thì tổ đội của bạn lỗi đang có một cái gọi là dấu hiệu xài sử dụng phần mềm thứ ba. Bạn chơi đồ, chúng tôi thì không phải dân bay nên chúng tôi sẽ không cất cánh cùng bạn được đâu, và thế là kết quả là mình sẽ không ghép trận được ở bên server Bangladesh. Chưa có boss nào tìm đến chúng ta, có vẻ như boss cũng đã bỏ quên chúng ta rồi. Ở đấy cơ hội thì làm gì có ai quan tâm nữa, boss cũng không quan tâm luôn. Khi các bạn nhìn vào cái ad Giao Du 9999 của mình, bây giờ thì ad này ad mình mới lập ở bên server Bangladesh. Cái ad này là mình làm một cái clip hướng dẫn anh em bên server chuyển sang server Bangladesh, mà mình mới đổi lại cái tiêu đề là cách BC ghép 50 người ở trên mobile how to đó. Cái tên hơi kỳ chút xíu nhưng mà để cho mọi người tìm nó dễ dàng. Mọi người có thể lập sang server Bangladesh chơi PC. Đấy, bây giờ đến nỗi mà mình mặc đuôi luôn, xuống đáy xã hội mà đuôi luôn rồi các bạn. Bây giờ là mình đã đáy xuống đáy xã hội rồi các bạn ạ. Không còn gì nữa các bạn ơi. Cái ad đó coi như là bây giờ mình sẽ cho nó học tầm 3 ngày để người ta xét 3 đến 7 ngày gì đó, đôi khi là một tháng luôn các bạn ạ. Nhưng mà trong thời gian đó thì mình tốt nhất mình nên tân nhập nó bằng cái key file max và không chỉnh file. Mình hồi bữa hướng dẫn chỉnh file trên key file max, cùng với thời gian đó thì mình chỉnh mình lại ý là trong clip đó thì mình đã chỉnh sửa lại là yêu cầu mọi người không được làm giống mình, đó là kiểu vừa chơi game vừa chỉnh file. Như vậy thì Garena dễ quét thấy. Mà mình có ghi một dòng ở dưới đó, các bạn nào xem clip mà tua chết, xem phải tua, phải xem từng kỹ từng đoạn nha các bạn. Đó là mình có ghi một cái dòng là các bạn tắt Free Fire đi rồi chỉnh rồi mod skin, nó sẽ không bị gì hết, tại vì mình chơi cũng được đã một thời gian dài rồi không bị gì hết. Nhưng mà khi mà mình vừa chỉnh file, mình vừa chơi game á, mình đang chơi game vậy nè, cái mình out ra ngoài mình đi chỉnh file á, file ở trong blue á, thì coi như là mình ngõm, mọi người không nên học theo mình. Cuối cùng là mình đã xuống dưới đáy xã hội và chơi cùng với Lạc Villa rồi. Nói chung là quá chán thôi. Chơi dưới đáy xã hội thì đôi không, bây giờ đạt, bây giờ không còn ai dưới đáy xã hội, chỉ còn mỗi mình thôi, mình chơi một mình luôn đấy. Đáy xã hội bây giờ còn boss với boss, nhưng mà boss không đền tiền mình luôn mà. Vừa nói xong cái thì mình đủ anh đâu hả? Hello baby, baby girl, I love you more. Nếu em không đẹp trước mắt như mùa, baby girl, I love you more. Bây giờ mình sẽ cày ad này và mình bắt đầu cày lại cho ad này. Ngày hôm nay vụ án này mình sẽ cùng các bạn tham khảo. Cái vụ án mà mình bay ad, không phải bay ad, nó là một cái lỗi gọi là không thể ghép trận, cũng như là có dấu hiệu sử dụng phần mềm thứ ba, đưa vào viện tiền nghi, đưa vào một cái viện tiền nghi của Garena. Đấy, vậy là Garena đưa mình vào một cái viện tình nghi, mặc dù mình không sử dụng phần mềm thứ ba, nhưng mà nó cũng thuộc vào một cái trường hợp, đó là chỉnh file với mục đích là gian lận. Mặc dù là mình không có mục đích gian lận, mình không có bắn headshot, mình không có mặc dù mình bắn headshot nhưng mà mình không có gọi là tăng khả năng bắn headshot nhờ vào cái chỉnh file. Nhưng mà nói chung là cầu mong gà đáng đừng xem phải clip này, với cả cũng yên tâm, clip của mình thì 1-2 ngàn vì xem là cao nhất, vậy nên mình cũng không lo gà đáng xem được. Và gà rán thì cũng sẽ không có đi phong sát mấy kênh YouTube bé xíu, mình không có gây ảnh hưởng gì đến cộng đồng. Đấy, và mình khuyên anh em là sau khi mod skin xong mà xem cái clip này đừng có buồn, đừng có sầu. Nếu mà các bạn xóa game tại là cài lại nha, chứ không là coi như bài ạt đó, không phải bài ạt mà nó sẽ bị đưa vào viện tiện nghi cùng với mình. Lúc đó là hai chúng ta sẽ cùng nhau ở dưới đáy xã hội và ngồi chơi với nhau đấy các bạn ạ. Vậy nên làm gì thì làm, đừng có mẹ dạy khờ. Nếu mà vừa chỉnh game và vừa kia nha, nếu mà gặp ở trường hợp đó là các bạn ngay lập tức xóa game đi và tải lại từ đầu.
Còn nếu mà bạn ở cái trường hợp mà bạn xem full cái clip mà bạn gọi là sao nhỉ? Bạn đã chỉnh mọi thứ gọi là ok rồi á. Bạn tắt game đi, xong các bạn chỉnh file, các bạn có trang phục. Đó, các bạn vô chơi, các bạn chơi hoài, các bạn không thấy gì thì các bạn cứ chơi thôi. Mất ạt thì mình không chịu đâu. Mình hướng dẫn ở trên đây là mình không có chịu một cái trách nhiệm gì với các bạn hết. Các bạn nên sử dụng ạt bot hay là ạt gì đó thôi nha. Mình thì sử dụng cái ạt gọi là server bắn dead chơi chính luôn, kết quả là bay màu luôn. Nhưng mà vì mình đâu có nạp tiền đâu nên cũng không có gì để mất mát ngoài cái thời gian mình bỏ công sức ra mình chơi. Nói chung cái công sức mình chơi cũng khá là nhiều. Cũng mệt đấy. Chơi khá là mệt đấy. Chơi gọi là cũng lên top thứ mấy của Neba này đấy. Đấy, Neba là có fan lớn rồi, big fan Neba luôn. Đấy, mình solo với thứ gì đó, nó ghi là fan lớn ha. Tao hỏi nó đến từ đâu, nó gọi là Nespan. Nếu muốn bắn với Bandadet thì mình sẽ chuyển sang gọi là Bandadet. Còn nếu muốn bắn Neba thì mình chuyển sang Neba. Neba và Bandadet thì mình chỉ cần chỉnh lại cái khu vực là mình sẽ ghép trận với mấy thằng thứ đó. Nói chung là hai bên ghép trận nhau từ lâu chưa mà. Nói chung clip mình tới đây thôi. Còn cái hành trình mà mình bắt đầu từ đấy sau đi lên này á, bây giờ mình sẽ có một cái clip, đó là clip này. Clip này sẽ là clip mình đi, mình đã rơi xuống đáy xã hội Free Fire. Đó. Xong mình sẽ có thêm một cái clip leo từ đáy xã hội của Free Fire đi lên. Clip đó là clip mình sẽ cày cái này lên chơi run, rồi sau đó mình sẽ chơi những trận run và lên lại huyền thoại. Đấy, và cho các bạn xem những cái trận hai mấy 30 kill nha các bạn. Các bạn hiểu ý mình không? Trong clip này á thì mình các bạn làm ơn lập phước bấm cho mình một like, một subscribe nha. Mình muốn vượt qua được group Free Fire để thế này. Đấy, một tham vọng hơi quá lớn nhưng mà cái đặt ra mục tiêu to. Vì mình không muốn mình là một cái gì đó nhỏ bé. Mình muốn mình có cái gì đó nó to. Càng to càng tốt. Má rút Free Fire mình bắn như vậy chắc đỡ. Má nghĩ ra. Khi mình quyết định quay cái clip này á, cũng là cái lúc mà cái ad của mình coi như là tạm ngưng rồi. Nói chung là mọi thứ đã gọi là ok bay school rồi. Thêm một cái vấn đề nữa, đó là khi chúng ta vào phòng liệt á, chúng ta sẽ không ghép được bất kỳ một người nào nữa. Vì mình đã đề vào một cái gọi là cái trại tiền nghi, gọi là đặc biệt duy nhất, chỉ có mình bị giam ở trong đây thôi, nên không ghép được với người ở trong cây cả huấn luyện. Mặc dù hiện tại không có đủ cái bằng chứng để chứng minh rằng tài khoản của chúng ta hack, nhưng chúng ta đã bị đưa vào viện tiền nghi. Vậy là mình đã rớt xuống đáy xã hội rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like, subscribe cho channel của YouYou. We'll be right back.